Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi có trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị mới nhất ngày hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Bé trai 4 tuổi bị gãy chân ở lớp, cô giáo nói do chân quấn vào bàn khiến người mẹ bức xúc. Bộ Công an khám xét nơi làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tố 7 bị can trong vụ thiếu tá cảnh sát giao thông bị quái xế tông gãy chân. Ngang nhiên đầu độc gần 1.000m2 thông chỉ bị phạt 11 triệu đồng. Làm rõ lại vụ Đường Nhuệ đe dọa nữ doanh nhân. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bé trai 4 tuổi bị gãy chân ở lớp, cô giáo nói do chân quấn vào bàn khiến người mẹ bức xúc. Chị TC chia sẻ trên mạng xã hội sau khi đưa con đến trường mẫu giáo, buổi trưa chị nhận điện thoại báo con bị gãy chân. Theo bài đăng của chị TC trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ngày 28 tháng 10 tại trường mẫu giáo Họa Mi, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, sau khi đưa con trai là bé DGP 4 tuổi đến trường, đến trưa, chị C nhận được điện thoại từ trường đến báo là đón con về vì bé gặp tai nạn trong lớp khiến bị gãy chân. Sáng 28 tháng 10 năm 2020, mẹ đưa chàng trai gần 4 tuổi khỏe mạnh và đáng yêu của mẹ đến trường. Thế mà đến trưa, mẹ nhận điện thoại của trường bảo đón con về vì con bị gãy chân. Mẹ tất tả đến trường đưa con đến bệnh viện cùng cô giáo chủ nhiệm của con mà không hề biết nhà trường đã đưa con đến một phòng khám tư trước đó. Cô bảo do con quấn chân vào bàn khi ngồi ăn cơm, cô không để ý nên bế con lên. Mẹ hỏi con nhưng con vô cùng đau đớn hoảng loạn vì có cô bên cạnh, có không dám nói và cũng vì cô giành nói tất cả. Chị C chia sẻ. Theo chị C, kết quả chụp X-quang cho thấy con bị gãy xương đùi. Trường hợp của con nghiêm trọng nên bác sĩ khuyên gia đình chuyển gấp lên bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây các bác sĩ cho biết bé P phải nằm kéo chân đến lúc xương liền lại mới bó bột, cần phải nằm viện ít nhất từ 12 đến 14 ngày. Sau khi bó bột xong, bé P cần thời gian dài tập vật lý trị liệu. Chị C xót xa. Con đau đớn vì gãy xương, ngứa ngáy vì chân bị bó lại không gãi được. Con khó chịu vì nằm mãi một tư thế, lưng nóng nổi sảy, không thể đi vệ sinh được. Con đau không ăn nổi, con đau không ngủ được, khóc cả ngày lẫn đêm. Khi con bình tĩnh lại, chị C hỏi con nguyên nhân vụ việc. Bé nói con ăn chậm nên cô thờ lấy chân con để lên cổ con. Trước sự việc này, chị C vô cùng đau đớn và bức xúc. Chị cho biết điều khiến chị đau lòng hơn cả là giáo viên, nhà trường cố tình che giấu sự việc, thiếu kiến thức sơ cứu cơ bản để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến con. Giáo viên đã cố tình che giấu lấp liếm, thiếu kiến thức sơ cứu cơ bản, đã không nẹp chân lại cho con mà còn di chuyển bế ẵm, thay quần áo cho con, để khi chân con sưng đỏ lên, con đau không chịu nổi mới gọi cho mẹ. Nếu được sơ cứu kịp thời đúng cách, con của mẹ đã không bị nặng đến như vậy. Ngày 4 tháng 11, chị C tiếp tục chia sẻ tình hình của con trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khi tinh thần con còn chưa bớt hoảng loạn thì con đón nhận thêm nỗi đau thân xác, da chân con bị phồng rộp và bị lột da do dị ứng băng keo. Mỗi lớp băng keo được kéo ra là một lần làn da non nớt của con bị lột ra một mảng. Mỗi ngày trôi qua của con dài lê thê bởi đau đớn ngứa ngáy. Chị C thông tin, phía nhà trường rất quan tâm đến con, nhà trường động viên thăm hỏi hứa đồng hành cùng con để khi hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhà trường đề nghị chi trả mọi chi phí điều trị cho con, nhưng hiện tại gia đình chưa đồng ý. Vụ việc hiện được chuyển sang công an thành phố điều tra làm rõ vụ việc. Riêng cô giáo đứng lớp tạm thời đình chỉ công tác trong vòng 30 ngày để tiến hành điều tra xác minh. Tin tiếp theo, Bộ Công an khám xét nơi làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, lực lượng Bộ Công an phối hợp cùng một số đơn vị có liên quan đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi làm việc của Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt kế toán. Sau khi hoàn tất việc khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan ở phòng làm việc của ông Khải và những người liên quan đưa về trụ sở. Được biết, ông Khải từng làm phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Sau đó năm 2017, ông Khải được điều động bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, ông Khải bị phản ánh về việc không đủ tiêu chuẩn chuyên môn cho một số công ty quen trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào tháng 10 năm 2017, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2015-2016. Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động, quản lý, sử dụng tài chính, mang tính hệ thống một cách tùy tiện, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ của người đứng đầu và của cấp trên trực tiếp, có biểu hiện không rõ ràng, công khai và minh bạch theo quy định.
Theo VTC, ông Nguyễn Minh Khải sinh năm 1972, quê Bạc Liêu. Ông là bác sĩ chuyên khoa 2. Ông Khải từng làm phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, trưởng khoa mắt. Bác sĩ điều trị tại khoa mắt, bán công kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi. Đến tháng 5 năm 2017, ông Khải được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, thay phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ. Tại đại hội Đảng bộ Bệnh viện mắt Trung ương lần thứ 5 vừa tổ chức, ông Khải tái đắc cử bí thư Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025. Tin tiếp theo, khởi tố 7 bị can trong vụ thiếu tá cảnh sát giao thông bị quái xế tông gãy chân. Nguồn tin cho biết, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can liên quan vụ thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, cán bộ phòng cảnh sát giao thông PC08, Công an Tiền Giang đang làm nhiệm vụ bị quái xế tông gãy chân với thương tích 42%. Theo đó, 7 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng được cho tại ngoại bao gồm Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Thanh Tú, Phạm Quốc Chuẩn, Ngô Phương Nguyên, Phạm Xuân An. Riêng Nguyễn Hoàng Nam, 18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, là nghi phạm trực tiếp dùng xe máy tông thẳng vào thiếu tá cảnh sát giao thông, đang được công an củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Thành đề nghị cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, khởi tố bị can, mở rộng thêm hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ để làm cơ sở xử lý nhóm quái xế nói trên. Theo điều tra ban đầu, 22 giờ ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành phát hiện nhóm nam nữ thanh niên đang chuẩn bị đua xe trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành. Tổ công tác của Thiếu tá Hồ được phân công chốt chặn trên quốc lộ. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Nguyễn Hoàng Nam, 18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành đã lái xe tông thẳng vào Thiếu tá Hồ. Cú tông rất mạnh làm thiếu tá Lê Hồ gãy chân, gãy xương hàm, xuất huyết não và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Cơ quan công an tạm giữ 20 người, 19 xe gắn máy. Qua kiểm tra, công an phát hiện một đối tượng có nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận mình tông xe vào người thiếu tá Hồ. Theo kết quả giám định tỷ lệ thương tật của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, thiếu tá Hồ bị thương tích 42%. Ngang nhiên đầu độc gần 1.000m2 thông, chỉ bị phạt 11 triệu đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, ông Đồng Văn Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng huyện đã tổ chức cưa hạ, đấu giá số thông vừa bị phát hiện đầu độc. Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương phát hiện vụ tàn phá rừng thông tự nhiên nhiều năm tuổi tại Lô B, khoảnh 3, tiểu khu 143, thuộc xã Đạ Sa, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm quản lý. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Quân, 26 tuổi, ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt, thừa nhận hành vi tàn phá rừng thông ba lá thuộc đối tượng rừng sản xuất với mục đích để lấn chiếm đất sản xuất. Cơ quan chức năng ghi nhận rừng bị tác động qua lỗ đổ hóa chất tại vị trí trên 59 cây thông ba lá, đường kính gốc từ 15-61cm, trữ lượng gỗ thiệt hại trên 25m3 trên diện tích 990m2. Tại hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương, vì chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 11 triệu đồng đối với Hoàng Văn Quân về hành vi phá rừng trái pháp luật. Ngoài việc phạt tiền, Hoàng Văn Quân phải trồng lại toàn bộ diện tích rừng đã bị tàn phá tại khu vực tiểu khu 143, xã Đạ Sa. Tin tiếp theo, làm rõ vụ đường nhuệ đe dọa nữ doanh nhân. Công an thành phố Thái Bình phục hồi xác minh điều tra vụ chủ công ty Lâm Quyết tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt tài sản đe dọa doanh nhân này. Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, trưởng Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan chức năng đã phục hồi xác minh, điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm liên quan Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, tức Đường Nhuệ. Theo ông Hậu, việc xác minh diễn ra sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hủy quyết định của Công an thành phố Thái Bình về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết, tố Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ trụ sở công ty, lấy đi nhiều tài sản và đe dọa họ. Thời gian giải quyết tin tố giác theo quy định 2 tháng, sau đó cơ quan điều tra xem xét các hoạt động tố tụng tiếp theo, Đại tá Hậu cho hay. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Quyết cho rằng chiều ngày 3 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Xuân Đường kéo đàn em đến trụ sở công ty Lâm Quyết ở xã Vũ Bình, thành phố Thái Bình, chiếm giữ nơi này hơn 2 tuần rồi lấy tài sản gồm máy móc, thiết bị làm việc của công ty. Trong đó có cả giấy biên nhận việc chúng tôi trả nợ 900 triệu đồng cho chủ nợ của công ty. Bà Quyết nói và trình bày sau khi vụ việc xảy ra. Đường Nhuệ còn gọi điện đe dọa vợ chồng bà. Bà Quyết cho biết ngày 3 tháng 11, Công an thành phố Thái Bình làm việc với chồng bà là ông Nguyễn Văn Lẫm để làm rõ các nội dung trình báo.
Tại phiên tòa xét xử vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hôm 11 tháng 5, ông Lẫm và bà Quyết là bị cáo. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội triệu tập Nguyễn Xuân Đường với tư cách người liên quan. Hôm đó, Đường Nhuệ khai, vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết vay khoảng 2,8 tỷ của gia đình Đường. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2017, Đường hay tin chủ công ty bỏ trốn, tẩu tán tài sản, nên ông ta cùng con nuôi tên Tiến Trắng đến ngăn người khác xâm phạm, lấy đồ trong lúc ông Lẫm, bà Quyết chưa về. Đường phủ nhận việc xiết nợ, không lấy giấy biên nhận trả nợ 900 triệu đồng như lời nữ doanh nhân tố cáo. Theo hồ sơ tố tụng năm 2017, ông Lẫm và vợ thế chấp ô tô hiệu Toyota Camry cho ông Đỗ Văn Tới để vay 900 triệu. Sau đó ông Lẫm mang xe Toyota Camry bán cho người khác. Sau khi ông Tới phát hiện sự việc, vợ chồng ông Lẫm nói dối rằng họ chưa bán xe. Sau đó vợ chồng ông lấy lý do Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt công ty Lâm Quyết nên làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt 900 triệu. Vụ án này được Tòa án Nhân dân cấp cao yêu cầu điều tra lại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.